Đây là Lan Hoa Thảo Nghệ Tâm này. Vào tháng 4 2023 năm ngoái á, em có thay giá thể cho cây Hoa Thảo Nghệ Tâm. Các bác có thể nhìn và đánh giá nhé. Lúc thay giá thể thì em trồng những cây có mầm gốc, cây chính vào cái chậu gỗ này. Đấy, với mong muốn là sẽ có một tác phẩm Hoa Thảo Nghệ Tâm tuyệt vời. Còn lại những cái kia thì em sử dụng là trồng vào cây tổ quạng này, với mong muốn là thử nghiệm xem là hoa thảo nghệ tâm nó sẽ phù hợp trồng như thế nào. Đấy, và sau 1 năm thì các bác có thể tự đánh giá được cái sự phát triển khác biệt của hai loại giá thể các bác nhé. Trồng chậu giá thể vỏ thông, vỏ thông này là vỏ thông 3x4 mài cạnh nhé, giữ ẩm rất tốt, có bón phân dê phân chì đầy đủ hết, nhưng kết quả thì các bác thấy rồi đấy, làn rất nhỏ rất ngắn và không thể cho hoa. Từ đó chúng ta có thể nhận biết được là hoàng thảo nghệ tâm là một trong những dòng lan ưa ẩm và có nhiệt độ mát mẻ, chính vì thế nên là trồng vào cây tổ quạng nó phát triển rất là sung. Nó được gọi là thạch hộc duyên dáng vì đây là một dòng lan có thân hình rất là nhỏ thôi, ngoài tự nhiên nó cũng không có thân hình to như thế này luôn các bạn. Đây là những cái thân của hoàng thảo nghệ tâm cho các bác cùng xem nhé. Cái thân hình của nó thật sự ở ngoài tự nhiên nó cũng rất là bé thôi, ít khi gặp được những cây to lắm. Nếu ngoài tự nhiên có những cây to thì nó cũng là những cây nghệ tâm, nó mọc vào những cái khúc cây mục giữ ẩm tốt thì nó mới to được. Đấy, đây chính là một cách trồng của em. Đấy. Đối với hoàng thảo nghệ tâm thì nó cũng là một dòng lan không mấy siêng hoa, đặc biệt là nó rất siêng kỳ, cứ mắt nào không ra hoa là nó ra kỳ này, ra kỳ chi chít luôn, rất là siêng kỳ luôn này, như thân này, này mà đặc biệt là ra kỳ tới đâu là nó ra rễ tới đó ấy, tạo ra một mức độ luộm thuộm của loại lan này. Nếu như mình không cắt tỉa thường xuyên ấy thì nó luộm thuộm dã man luôn. Đây là em mới ghép hồi năm ngoái thôi nha, mà nó đã có vẻ nó hơi lộn xộn này. Đây là một loại lan rất là rối luôn, nó không bao giờ đi thẳng mà nó cứ đi cong cong queo queo dặn dẹo ấy, rối tinh rối mù lên này. Đấy, đây là em mua hàng kg về ghép cho nên là mặt hoa nó không có đồng nhất các bác ạ. Cây thì nở khá lâu rồi, cây thì mới nở, cây thì đang ủ nụ, có những cây thì nụ còn rất là nhỏ, những cây thì nụ đã bắt đầu bung rồi. Đấy, sắp nở. Đây là em không có cắt nước gì cả cho nên độ siêng hoa nó cũng không có cao. Nếu như mình cắt nước nghiêm túc ấy thì có thể là hoa nó sẽ rất nhiều đấy, vì cái đốt của nó này nó rất là ngắn đây. Mà mỗi mắt thì nó sẽ ra được một bông. Đối với cái giả hành của hoàng thảo nghệ tâm ấy thì đây là một bông hoa rất to rồi. Đối với cái giả hành nó bé tí như thế này. Này, cái bông hoa của nó này có những bông đã tàn rồi này. Đây em sẽ quay gần hơn cho các bác cùng thưởng thức cái mặt hoa của hoàng thảo nghệ tâm nhé. Màu tím rất đẹp, họng màu vàng, viền lưỡi này có môi tuyết này, lại tô thêm một chút màu hồng ở dưới phần ngoài, khá là hay. Đó. Loại lan này cũng có thể ra hoa khi không rụng lá này. Khi trồng vào những cái giá thể nó giữ ẩm tốt đấy thì lan nó phát triển rất sung và nó có thể không rụng lá nó vẫn ra hoa, nhưng nó sẽ không siêng hoa bằng những cây mình cắt nước để cho nó rụng lá các bác nhé. Những cái giả hành dài nhất tối đa của hoa thảo nghệ tâm ấy thì nó cũng khá là khiêm tốn, nó sẽ dao động từ khoảng 40 cho đến 70 cm là tối đa rồi. Thông thường chúng ta mua hàng giống, hàng bó ấy, thì nó chỉ được dao động từ 30 cho đến 40 cm là kịch thủ rồi. Và những cái thân nó bé tí, héo queo à. Về thế là mình mua những cái hoàng thảo nghệ tâm đấy về trồng nó cũng rất là lâu để có được một giỏ lan đẹp. Đây là em thay chậu thôi, chứ cái chậu này của em thì em thuần rất là lâu rồi, thuần cách đây 4-5 năm rồi. Cái hay nhất ở cây hoàng thảo nghệ tâm này đó chính là mình có thể nhân ki nó thần tốc luôn. Nếu như mình không muốn cho nó ra hoa thì mình cứ để ở nơi cớm nắng rồi tưới nước liên tục là những cái thân này nó sẽ ra ki chi chít, gần như là ra hết cái phần ngọn này luôn. Đấy. Bên dưới này nè, bông hoa của nó
Về độ bền hoa thì em thấy độ bền hoa của nó không thật sự cao đâu. Cái bông hoa này mới nở được tầm độ một tuần thôi là bắt đầu thấy nó xuống sắc à. Còn mùi thơm thì mùi thơm nó rất là nhẹ. Khi mà mình để gần với những cây như là kim điệp nhựa này thì gần như chúng ta không thể ngửi thấy mùi thơm của làn nghệ tâm. Thì mùi thơm của nó rất là hạn chế, rất khiêm tốn này. Mình phải ngửi dí sát mũi vào mới ngửi thấy mùi thơm của nó. Đó, đây là những cái giả hành của hoa thẳng nghệ tâm này. Mặt hoa của hoàn thảo nghệ tâm cũng rất là đa dạng nha. Có những mặt hoa thì cánh bầu, có những mặt hoa cánh tiêu. Năm vừa rồi em chọn được ra một cái thân cánh bầu hoa rất đẹp nhưng không biết bây giờ nó đã ở đâu à, không thấy á. Bông hoa rất to. Về cách trồng ở trong tổ quạ thì đây các bác có thể nhìn thấy là em chỉ bón có đúng hai giọt phân chì thôi. Đây là phân chì Nhật 14, 13, 13 các bác nhé. Đấy, mình cứ cắm vào như vậy. Vừa nuôi tổ quạ vừa nuôi phong lan. Rất tuyệt vời. Mà khi mình ghép tổ quạ như vậy thì mình không phải tưới nhiều. Giống như mình ghép chậu mà mình tưới ít, không đủ ẩm là nó sẽ như thế này. Đấy. Mầm gốc cũng đang lên rồi nhưng thân nó rất nhỏ, nó còn bị héo này. Khi mà mình cắt nước theo những cây lan thần thảo khác mình thiếu nước thì nó sẽ bị héo như thế này. Ở khu vực ban công này em trồng những cây lan em không cắt nước cho nên cây nghệ tâm nó cũng không có được siêng hoa cho lắm. Đấy, cứ khi nào khô là mình lại tưới thôi chứ không cắt nước. Đây em cũng có ghép thử một cây trầm tím vào giá thể tổ quạ. Thì các bác có thể đánh giá đây là cái kỳ năm nhất nhé. Cái thân già của năm ngoái này. Nó hỏng mất mầm gốc cho nên là nó nảy kỳ trên thân là em ghép nó vào đây. Năm nay nó đã được một cái thân tù tù như thế này. Khá là to, rất mập. Những cái này là toàn bộ cái kỳ thôi. Đấy. Những cái kỳ lan trầm rừng. Đây là những cái thân chọn lọc to em ghép vào chậu. Hiện tại thì em vẫn chưa thấy có hoa. Các bác trồng lan trầm thấy khoe hoa lia lịa trên hội, thế mà của em lại chưa thấy có hoa. Mới chỉ đang sưng mầm gốc thôi, thậm chí là còn chưa sưng nụ luôn này. Đó. Nghệ tâm thì đã ra hoa rồi, nhưng lan trầm thì chưa thấy ra hoa. Có thể sắp tới em sẽ lại nhổ hết những cây nghệ tâm thân bé này và lại tiếp tục trồng vào giá thể tổ quạ. Thấy nó phát triển sung quá mà, rất là thích luôn. Đấy, những cái rễ của nghệ tâm này thường nó bé tí luôn. Cái rễ của nó là rễ tóc, rễ tơ. Nên là cái rễ của nó rất nhỏ. Nhưng khi mình ghép vào một cái giá thể nó giữ ẩm tốt, rễ của nó tự nhiên nó sẽ phồng to ra. Từ đó nó có thể hút được rất nhiều dinh dưỡng. Và nó có thể nuôi được những cái thân nó cũng sẽ to theo. Cho dù mình không tưới một vài hôm nó cũng sẽ không bị héo, không bị tóp thân. Đấy là những cái ưu điểm của việc chúng ta ghép lan vào cây tổ quạ. Suốt năm ngoái thì em cũng chỉ tốn có hai giọt phân này để bón cho cây này thôi. Đấy, rất đơn giản thôi. Đối với những loại lan nó có rễ tơ, rễ nhỏ, thân hình không quá bụ bẫm thì mức độ tiêu thụ phân của nó cũng rất là khiêm tốn. Nếu như mình cố tình nhồi nhét phân nhiều vào thì hiệu quả chơi lan nó sẽ ngược lại. Chính là nó không thể phát triển và cây lan nó luôn trong tình trạng là muốn chết luôn. Nó không có phát triển được. Trước khi mình trồng loại lan nào mình cần hiểu về nó. Nó cần liều lượng phân như thế nào và sự phát triển của nó ra làm sao và chế độ môi trường, nước tưới và cũng như độ ẩm nó phải phù hợp thì cây lan nó sẽ luôn luôn phát triển trong trạng thái tốt nhất các bác nhé. Và đấy là một số thông tin nhỏ cũng như em cập nhật tình hình sự phát triển của lan hoàng thảo nghệ tâm ghép tổ quạ mà em muốn chia sẻ gửi hình ảnh đến các bác, đồng thời cùng cho các bác cùng được ngắm hoa của lan hoàng thảo nghệ tâm. Video của em cũng hơi dài rồi, em cũng xin phép được kết thúc tại đây nhé. Nếu như các bác thấy video này hay, thú vị, đừng quên cho em một like cũng như một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký kênh nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Rồi, cho các bác cùng ngắm một chút hoa kim điệp xuân rồi em kết thúc video nhé.